here. Từ mức thấp của bảng điểm xuất phát từ bảng điểm sẽ đầu tư đang chờ điều có thể giúp hãm bớt sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế và kiểm soát lượng tiền mặt. Tại thị trường chứng khoán Tokyo, giá các cổ phiếu tăng khi những tác động tiêu cực đồng yên mạnh đã được bù đắp với hoạt động săn lùng cổ phiếu giá rẻ theo sau phiên giảm mạnh ngày hôm trước. Kết thúc video này, chỉ số Nikkei tăng 0,51% trước những dự đoán về nhu cầu mua sắm tại Mỹ sẽ tăng mạnh trong dịp lễ Giáng sinh. Tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, phấn chấn trước những số liệu về khu vực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc, giới đầu tư đã đẩy chỉ số Hang Seng tăng 1,25%. Còn tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số tổng thị trường Thượng Hải cũng nhích 0,12%. Bản tin Việt Nam có các chỉ số tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Việc tự nhiên rồi. Nhiều bất ngờ, nhiều cảm xúc và ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp. Sau 2 điểm hẹn 2010, khán giả đã không phải xuất sắc đến mức vào vòng chung kết. Vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Mời các bạn tham gia bình chọn cho ca sĩ điện tử Dược Sao Anh thấy biết được cho người bằng cách soạn tin SM giao kết X dương phải đến 8 năm. Trong đó SM là mã của chương trình, X là số báo danh của ca sĩ bạn thường thích, hoặc gọi điện đến tổng đài 1900 585 866 và làm theo hướng dẫn. Mỗi tuần một giải nhất, một thẻ VTV3 tài khoản 15 triệu đồng và 2 giải nhì, mỗi giải một thẻ VinVibe tài khoản 3 triệu đồng dành cho khán giả. Biết là vì số tờ đã xin chúc mừng các bạn may mắn. Ăn nhiều hết đấy. Cỡ hay cỡ quê năm thôi nè.